Vâng, xin chào các bác. Mình Audio Hà Đông lại lấy về một lô Liêu A. Những cái món này thì vẫn phải lấy về thường xuyên để bán cho những khách hàng mà đến mua âm ly của cửa hàng tôi. Sẵn có cái cục đổi nguồn này để dùng. Bởi vì cái cục này nếu các bác đi mua lẻ hoặc là tôi đi mua lẻ cũng sẽ rất khó chỗ bán, bởi vì không phải chỗ nào nó bán. Nên là tôi cứ hay quay lên hoặc là lấy về hộ các bác, cũng như là giao lưu ủng hộ các bác trên âm thanh. Cái cục này tôi nhập đại lý là 450.000, tôi lấy về để giá đúng 450.000 các bác, coi như là cái để giao lưu tri ân của cửa hàng của anh em Audio. Nó có hai lỗ cắm, một lỗ là 100V, một lỗ 120V. Hàng của Liêu A, một công ty về ổn áp hoặc là biến thế nổi tiếng của Việt Nam từ ngày xưa. Đó. Thì tôi quay lên. Để bác nào có nhu cầu mà cần mua thì tôi gửi đi cho các bác. Tôi sẽ hỗ trợ là bên Viettel, họ sẽ thu tiền sau. Cước vận chuyển thì chắc phải tầm 50-70.000, tầm tùy theo các bác ở gần ở xa. Ở Hà Nội thì cước vận chuyển là sẽ ít, nhưng mà ở các tỉnh thì nó sẽ phải mất nhiều hơn. Đó. Thì cái này nếu mà tôi đi mua lẻ ngoài ấy, thì là 600.000 các bác ạ. Còn đây là tôi mua giá của đại lý 450.000, nên là tôi về để lại cho các bác 450.000, coi như là cái để giao lưu với các bác, cũng như là hỗ trợ anh em chơi Audio. Bởi vì những cái sản phẩm này bắt buộc cửa hàng tôi phải có, phải có để cho các khách hàng mà mua âm ly đều phải mua kèm theo những cái này. Đấy là 450.000 một cái các bác nhá. Hai dòng điện là 120V của Mỹ và 100V là của Nhật Bản. Có thể hỗ trợ gửi đi cho anh em ở xa để tiện dùng chơi âm thanh bãi. Xin cảm ơn.